Xin chào tất cả mọi người. Nên bên mình mới về sản phẩm mới thì, mình đang quay ngoài trời chiếc điện thoại Nokia 5610. Để nói chiếc điện thoại này về thì mình cảm giác nó rất là đẹp. Năm 610 thì ra đời cái đây rất là nhiều năm rồi, nên mình phải thay cái vỏ, đó là vỏ zin của Nokia sản xuất luôn. Các bạn nhìn thấy rất là kín và đẹp. Đây chúng ta có cái 5610 của Crab Music. Dòng này thì nghe nhạc rất là hay. Ở đây chúng ta có một cái nút chuyển bài hát này. Đó, nghe nhạc, nghe em rất buộc phải có thể nghe nên bỏ qua cái phần đó. Mình sẽ tự cái bài danh sách bài hát. Nghe nhạc rất là chất. Các bạn có thể gọi điện theo số là 0967 590 22 đặt hàng nhé. Màn hình zin rất là đẹp. Khi chúng ta không sử dụng nữa, hai cái đèn này sẽ tắt đi và lâu lâu chúng sẽ nháy lại một lần khi để chế độ sờ. Cái đèn này chữ thanh tím này. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.